Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một dự án ICO rất thú vị và có tiềm năng lớn. Photochain, đây là một nền tảng quản lý hình ảnh trên blockchain. Photochain thì hiện nay đang tạo ra một thị trường mua bán và phân phối hình ảnh phân quyền của họ. Họ đang tận dụng sức mạnh của máy ảo Ethereum và hợp đồng thông minh để tăng sự công bằng và minh bạch của không gian mua sắm phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Hiện tại thì hình ảnh chứng khoán đang được bán và kiểm soát bởi một vài công ty lớn. Các công ty này có thể áp đặt lệ phí không công bằng và thời gian chờ đợi lâu để các nghệ sĩ được thanh toán. Nhờ vậy, các nghệ sĩ MVM sẽ có thể sử dụng các hợp đồng thông minh để đảm bảo rằng chúng được trả gần như ngay lập tức theo một cách an toàn. Thì dự án này thì sẽ sắp bắt đầu ICO. Đây là giai đoạn thứ hai. Và giai đoạn ICO thì đang bắt đầu này, và đây là giai đoạn thứ hai ấy, thì họ sẽ kết thúc vào 2-3 giờ nữa. Vậy tức là chỉ còn khoảng 2-3 giờ nữa là dự án này sẽ kết thúc rồi. Đối với phần thông tin về ICO này, họ đã bán được 41 triệu PTH và tổng mục tiêu của họ sẽ là 180 triệu PTH. Thì hiện nay thì dự án ICO đang bắt đầu, đó là ICO vòng thứ hai, đợt thứ hai, và đang được bonus, đó là giảm 20%. Dự án này thì chỉ kết thúc trong 2-3 giờ nữa thôi, còn sau thời gian này thì sẽ được giảm chỉ có 15%, và số giá của một ICO đó là 0,102 đô, tức là tăng hơn trước. Và cái vòng từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 6 thì sẽ chỉ còn giảm 10%, và từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 6 chỉ còn giảm 5%. Dự án này thì đang được liệt kê và xếp hạng ở trên ISO Ben, và nó là chiếm 4,3 trên 5 trên check ISO 5.0 trên ICO 4.8, trên Unlink nó là 4.71, trên Fisico nó là 8.0, rating được đánh giá khá là cao trên các phần thông tin khác. Đối với phần thông tin này, các bạn có thể tự do hóa nhiếp ảnh của bạn. Đó. Về phần như là so sánh trên các mục khác để lưu trữ, như là đối với thu nhập của contributor thì chuỗi nền tảng phân cấp 95% và đối thủ cạnh tranh 23%. Đối với mã thông báo hình ảnh thì chúng tôi đang thực hiện về Photochain Dev thông qua việc mã thông báo Photom. Chúng tôi đã hoàn thành tất công việc bán trước riêng của mình, và chương trình giảm giá của chúng tôi sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 4 năm 2018, phù hợp với thực tiễn tốt nhất trong quá trình bán hàng chính. Số lượng thẻ Photon sẽ được phát hành có giới hạn thực tế. Tại thời điểm đó, chúng tôi sẽ đóng cửa bán hàng. Mã thông báo PHT sẽ được phát hành sau khi kết thúc đợt bán hàng chính và có thể mất tối đa 30 ngày để phân phối đầy đủ tất cả các mã thông báo. Để ngăn chặn chúng tôi bị lỗi các quy định tiềm năng trong tương lai, chúng tôi yêu cầu xét KYC và kiểm tra chống rửa tiền cho mỗi người đóng góp vào việc bán mã thông báo. Điều này bảo vệ cả người đóng góp và cả chúng tôi. Điều này cũng phản ánh cam kết lâu dài của chúng tôi để tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định mà chúng tôi có thể yêu cầu. Về dự án này thì Photo Token thì sẽ là hệ phương tiện thưởng trong hệ sinh thái Photochain và đại diện cho mã thông báo của các công trình và dịch vụ trực quan số. Thì mã số đó là PHT theo tiêu chuẩn Ethereum ERC20 cung cấp tối đa đó là 230.000, và ngày phát hành sẽ được phát hành sau khi huy động vốn cộng đồng. Giá trị đại diện mã hóa các công trình trực quan kỹ thuật số. Đây là phân bổ mã thông báo thì 79% sẽ dành cho close sale, 11% dành cho đội ngũ quản lý, 7% tiền thưởng và đối tác, 3% đối với pháp lý và tư vấn. Về sử dụng tiền thu nhập thì 30% dành cho tiếp thị này,
hợp đồng thông minh phúc thông thì đây là lộ trình. Thì tháng 4 đã ra ý tưởng với trường hợp kinh doanh, tháng 1 họ đã bắt đầu bán trước ICO, tháng 4 đến tháng 6 sẽ giai đoạn đó là chính là giai đoạn ICO, từ tháng 7 đến tháng 11 sẽ chuẩn bị thị trường để tiếp cận, tháng quý 4 năm 2018 sẽ khởi chạy nền tảng, quý 1 quý 2 sẽ phát triển kinh doanh, quý 3 quý 4 năm 2019 sẽ mở rộng thị trường, quý 1 đến quý 4 năm 2020 sẽ thống trị thị trường. Về trình điện ảnh đẹp thì bạn có thể xem bản trình diễn đây, Rechan khối góc của chúng tôi, photo chain. Khi mà sử dụng photo chain thì bạn blockchain sẽ cho phép giao dịch hoàn toàn an toàn và có thể xác minh được cho cả người mua và người bán. Bạn có thể tin tưởng tác phẩm của bạn được an toàn. Về phân cấp thì các công trình kỹ thuật số được mã hóa và lưu trữ trên cơ sở phi tập trung. Không có doanh nghiệp tập trung nào có thể kiểm soát được hình ảnh tải lên của bạn. Nội dung chính thì DApp sẽ được sử dụng độc quyền để chụp ảnh. Chúng tôi sử dụng bot để đảm bảo nội dung chỉ chấp nhận được liệt kê. Công việc của bạn được liệt kê vĩnh viễn về danh tính của bạn trong suốt chuỗi khối, và điều này sẽ được máy học cộng với cộng đồng của chúng tôi bảo vệ bạn chống gian lận. Đây là tổ trình của Photo Chain Version. Bạn có thể xem kỹ hơn về white paper của Photo Chain. Dự án này thì hiện nay thì đang có những phần thông tin phân phối như là thị trường P2P này. Họ muốn người mua và người bán xác định các điều khoản bán hàng riêng của họ và có thể cho phép họ giao dịch trực tiếp với nhau. Có thể dễ dàng họ có thể dễ dàng như là bạn có thể dễ dàng giới thiệu và một xác minh danh tính đơn giản cho tất cả các nhiếp ảnh gia, không giống như các Photoshop truyền thống. Người dùng có thể chủ động bán công việc trong vài phút, họ có thể giữ được bản quyền kỹ thuật số. Cơ sở dữ liệu phi tập trung của chúng tôi đảm bảo mỗi ảnh được tải lên được liên kết vĩnh viễn với chủ sở hữu của nó, không thể thay đổi hoặc loại bỏ liên kết này theo bất kỳ cách nào. Về kinh tế thì chúng tôi đang giúp xây dựng một nền kinh tế mật mã nơi có thể kiểm soát nhiều quyền hơn với dữ liệu của mình, một nền kinh tế công bằng hơn nơi bạn được thưởng cho công việc của mình. Dưới đây là một vài thông tin tin tức từ hội nghị thượng đỉnh blockchain. Đây là đội ngũ của dự án PhotoChain, ban đội ngũ cố vấn. Bạn có thể tìm được cái thông tin của họ qua Forbes này, Entrepreneur và rất là nhiều thông tin khác. Thì dự án này vẫn đang trong cái giai đoạn huy động vốn ICO và đang được giảm bonus 20%. Các bạn có thể nhanh chóng để đầu tư vào ICO này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Cảm ơn.